morning everyone. Có 7 cụm từ với các động từ have mà chúng ta hay gặp ở trong cái trình độ B1 này. Vậy thì đó là những cái cụm từ nào? Đầu tiên là cái cụm từ have a look at something. Have a look at something, cái cụm từ này nó có nghĩa rằng là chúng ta nhìn, chúng ta liếc sơ qua hay chúng ta nhìn sơ qua một cái gì đó để kiểm tra xem cái đó nó có đúng hay không các bạn, hay là nó có gì không ổn. Please have a look at my report before I give it to my boss. Cái cụm từ thứ hai chúng ta thường hay gặp đó là have a chance to. Have the chance to thì nó có nghĩa là mình có cơ hội để mà làm cái điều gì đó. I didn't have the chance to see my brother before he left our country. Cái cụm từ thứ ba chúng ta thường hay gặp đó là have a lot in common. Thì have a lot in common có nghĩa là chúng ta có một cái điểm chung gì đó. Thường là có một cái ý kiến chung, hoặc là một cái sở thích chung, hoặc là một cái niềm tin chung, vân vân. My brother and I have a lot in common. Thì câu này có nghĩa là hai người này đó là có nhiều cái điểm chung các bạn. Cụm từ thứ tư chúng ta thường hay gặp là have no intention of. Have no intention of thì nó có nghĩa là chúng ta không có ý định làm một cái điều gì đó, hoặc là chúng ta không muốn làm một cái điều gì đó. He has no intention of helping me. Cái cụm từ thứ năm chúng ta thường hay gặp đó là have a good effect on, hoặc là have a bad effect on. Thì nó có nghĩa là chúng ta có một cái gì đó, nó có một cái ảnh hưởng tốt, hay là có một cái ảnh hưởng xấu, hay là một cái tác động xấu lên trên một cái thứ gì đó. Air pollution has a bad effect on our health. Cái cụm từ thứ sáu mà chúng ta thường hay gặp đó là have an argument with. Thì cái cụm từ này đó, nó có nghĩa là chúng ta tranh cãi nảy lửa với ai các bạn. I regret having an argument with my boss. Và cái cụm từ cuối cùng chúng ta thường hay gặp với cái động từ have là have the slightest idea, hoặc là have the faintest idea. Thì hai cái này nó đều có nghĩa rằng là chúng ta hoàn toàn không biết một cái gì hết, hoặc là chúng ta mù tịt cái thông tin về một cái thứ gì đó. I don't have the slightest idea where she is. Câu này có nghĩa rằng là mình hoàn toàn không biết rằng cô này có ở đâu. Thì đó là bởi cái cụm từ chúng ta thường hay gặp với cái động từ have ở trong cái trình độ B1. Và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình về những cái cụm từ mà chúng thường hay gặp với cái động từ keep, động từ do, động từ put vân vân ở trong cái trình độ B1 này, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.